Chào mừng tất cả các anh chị đã quay lại với bước 4 của cái dự án Prosumer này. Sau khi chúng ta thực hiện xong bước 3 là chúng ta mời những cái thành viên mới, những cái tư vấn viên mới vào trong những cái group của chúng ta rồi, thì chúng ta sẽ được một cái đặc quyền rất là tuyệt vời là chúng ta sẽ được học tập online ngay trên cái live stream Facebook vào các group, trong các group vào các tối thứ ba, thứ năm và thứ bảy hàng tuần vào lúc 21 giờ tối. Và vào các buổi tối này chúng ta sẽ nghe về hướng dẫn khởi nghiệp như thế nào trong những cái group này các anh chị. Vào những cái tối thứ ba, thứ năm và thứ bảy sẽ có những cái buổi đào tạo về khởi nghiệp, về Prosumer, hướng dẫn về kế hoạch kinh doanh online, tất cả các sản phẩm số 1 trên toàn thế giới trong group, dành cho những cái tư vấn viên mới, cho những cái bà mẹ bỉm sữa, cho những cái người thợ hớt tóc, cho những cái người mà làm công nhân không có thời gian, rảnh chỉ là một vài tiếng trong một ngày có thể bắt đầu được cái công việc kinh doanh của mình. Và các anh chị lưu ý là nếu như chúng ta muốn khởi nghiệp kinh doanh thì trong vòng 3 tháng đến 6 tháng đầu chúng ta phải tham gia tích cực vào tất cả các buổi huấn luyện luôn. Nhưng mà trong vòng 3 đến 6 tháng đầu hãy xem như đây là một thời gian học việc và nó sẽ có những cái sự khó khăn đến với tất cả các anh chị. Tuy nhiên mỗi ngày chúng ta càng học và chúng ta càng hỏi, chúng ta càng đáp thì chúng ta sẽ giải quyết được tất cả những cái nan đề, những cái vấn đề của mình. Đơn giản, những vấn đề của các anh chị là những người lãnh đạo, những người kinh doanh thành công, người ta đã trải qua rồi, cho nên người ta sẽ chỉ các anh chị, nhượng quyền lại, chỉ cho bí kíp để các anh chị làm được cái những cái điều ban đầu. Và sau thời gian thử thách 3 đến 6 tháng đầu thì 6 tháng sau chính là cái thời gian mà anh chị gặt hái được những cái sự thành công của chúng ta. Lúc này thì những cái đơn hàng sẽ tự đến với chúng ta, thu nhập sẽ tự đến với chúng ta mỗi ngày, đó gọi là thu nhập thụ động các anh chị. Sau khi trong vòng 3 tháng đến 6 tháng học việc, các anh chị đã làm một cách thuần thục trên online, các anh chị đã có thể chỉ lại cho người mới, thì lúc này nguồn thu nhập sẽ tự động đến với các anh chị và các anh chị sẽ được học cái lớp cao hơn, đó là lớp lãnh đạo 21%. Tại vì lúc này các anh chị đã chuẩn bị vào một cái lộ trình mới để đạt được cái vị trí 21%, gọi là cái thành tựu trong kinh doanh này. Để lúc này các anh chị sẽ có thu nhập trên 35 triệu một tháng. Và lúc này những anh chị lãnh đạo cũng như là những người trong nhóm sẽ mời anh chị vào cái group 21% này. Được không anh chị? Rất là cảm ơn các anh chị đã theo dõi cái group thứ tư này, cái bước thứ tư này. Và điều quan trọng nhất mình muốn nhắc lại trong bước thứ tư này, chỉ cần các anh chị còn học tập thì các anh chị sẽ đạt sự thành công. Và cuối cùng xin tặng mọi anh chị một cái câu nói rất là nổi tiếng. Tất cả những vấn đề trong cuộc sống hãy dùng thành công để giải quyết. Tất cả những vấn đề về thành công hãy dùng học tập để giải quyết các anh chị. Và người nào giải quyết được học tập, người đó sẽ giải quyết được thành công. Chúc cho các anh chị tận dụng mỗi buổi tối thứ ba, thứ năm và thứ bảy để đạt được sự thành công trong sự nghiệp kinh doanh online sắp tới. Chúc cho tất cả những chị phụ nữ có thể khởi nghiệp kinh doanh online thành công, tạo thêm một nguồn thu nhập cho gia đình của mình. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tất cả các anh chị đã xem bước thứ tư này và hy vọng các anh chị hãy làm đúng bước thứ tư này. Hãy tập trung vào các buổi tối thứ ba, thứ năm và thứ bảy. Các anh chị chú ý các anh chị nhé. Thứ ba, thứ năm và thứ bảy ạ. Xin chào.